có gì nặng không, rồi dính đó bạn ơi, này biết gắn gì đây, nặng lắm, tôi thu dần không thấy được nha bạn. Còn gì đây, ngô hành bạn ơi, cũng được, ngon này các bạn, đừng gắn gì nữa nha các bạn, các bạn thấy không. Rồi mình xin chào tất cả các bạn luôn nha. Hôm nay thầy Tòm mình tiếp tục thăm bẫy á các bạn. Rồi chào mọi người cái luôn đi tớ. Chào mọi người nha. Bây giờ mình lên thăm nha các bạn. Thì bạn xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói trời mưa chuyển mưa nữa các bạn ơi. Không biết quay được hay không nữa. Trời âm u mây khói. Rồi. Để về mình vô mình thăm cái đầu tiên của mình luôn coi có dính không. Mình bốn cái này là mình về đi chỗ khác nha các bạn. Ở đây mình có bốn cái. Muốn khui như khui đi. Đó, ừ cái đó vô đúng rồi. Rồi có cất cỡ nha. Có hồn á nghe. Có cất là có tiền. Đó, thấy vậy cất không? Cái này chắc không ngựa quá. Cất nè. Cất đó chắc không ngựa rồi. À, không ngựa. Đây. Ngon không bự không? Con này cũng trọng nha các bạn. Con này trọng điếng luôn. Trọng trọng chứ giờ mình cũng dở đi các bạn ơi, dính dính chứ dở đi. Tại mấy cái này đặt lâu rồi mà nó không dính bạn. Nay vô thăm sao dính nè. Rồi, để tới nó qua bển nó thăm cái bển nữa nha các bạn. Còn mình lại đây, hồi nữa rồi có mình lại đây mình bắt luôn cho các bạn xem nha. Cái đầu tiên là có rồi đó các bạn. Tiếp tục đây mình có con cái nha các bạn. Cái này ngon dữ lắm. Cái này hồi chín rồi mình dính được con hành nhất nha các bạn. Này chỗ mà ổ ông nghệ các bạn nhớ không? Thăm bên kia mất hết một cái rồi. Rồi cái lợp này mất luôn rồi bạn ơi. Rồi mất tiêu rồi. Chỗ mình đặt hổm nè. Rồi đó, nãy bển mất cái, đây mất cái nữa là hai cái rồi các bạn. Thua luôn. Giờ bắt gắn ra nha các bạn. Nãy mới thăm được con hổ hành nữa các bạn. Nhà nó chó sủa thì ghê luôn. Đó, hổ hành nữa các bạn. Con này chắc cũng khoảng 4 lạng rồi nha các bạn. Vô này nè. Giờ bắt con này ra. Nó chạy ở đây nè. Đó nó giọt ở đó. Ý tệ. Vậy luôn hả? Chơi gì chơi hứng hả? Hứng nó chạy vô ha. Hoang ghê ta. Không ngựa chứ không hành rồi nha các bạn. Mới được hai gắn mất ba cái lợp. Hết biết. Lại lúc luôn hả ta? Lại lúc luôn. Lại lúc cán luôn. Được rồi, dưới cũng được rồi. Tuốt ọc nó ra nha. Mập ghê ha. Đã hết sức gắn mập. Bỏ vô mình đi tiếp nha các bạn. Tới bảy mình quay tiếp nha các bạn. Rồi tiếp tục nha các bạn. Hôm nay mình có con cái nữa các bạn. Cái này im ghê luôn. Mà dính con nhất tới nay im ghê. Là con gì không đây? Dính con bự bự cho các bạn xem cho đã. Rồi. Đây có con gì rồi.
Ủa, nó ăn như lúa rồi nè các bạn. Lúa không. Ghê thiệt. Rồi, cái này không dính luôn nha các bạn. Trong đây mình có con cái này nha các bạn. Dụng bẫy này. Thậm chí nào cũng có đại ca hết trơn. Mà nay đi không có mà. Nãy giờ thăm mấy cái này ngon ghê. Ôi chết gắn, chết chuột gì rồi. Trời ơi. Trời ơi, gì hai ba con chuột luôn bạn ơi. Hai ba con chuột chết tên. Nó vẫn vô nguyên bầy luôn bạn. Còn đâu đủ lúa ăn. Ở trong hai con, ngoài đây con nữa là ba con bạn. Còn chuột của mình còn sống luôn là bốn con. Trời ơi. Này chuyện lạ luôn. Quá lạ bạn. Hả? Vô 4 5 chuột nè. Còn chết sạch hết à. Người tử mình thầm bệnh rồi bạn, mới có không. Nãy giờ mình thầm mấy cái. Không có gì, gom khúc này gom ra luôn bạn. Giờ đặt chỗ khác á. Sao? Dính nào không? Rồi, bán được con nhì nha các bạn. Rồi đây hồi mình ra mình bắt sao mình quay lại cho các bạn xem nha. Giờ mình thăm tiếp tục nha các bạn. Thì nãy giờ mình có thăm mấy cái dính mà mình không có quay được cho các bạn xem. Bây giờ lên bắt luôn nha các bạn. Để mình thăm cái này xong rồi mình bắt luôn cho các bạn xem. Lợp này chiến gọi cũng ngon lắm. Ông nghệ nhiều quá. Rồi. Đặt ngay chỗ này ông nghệ dữ lắm bạn ơi. Con gì hay đây? Rồi nó lỏng rồi bạn ơi. Rồi cái này không dính nữa bạn. Chuột khóa ghê. Rồi nhờ bắt ra nha các bạn. Nãy bên kia thầm cũng chết một con. Trời ơi. Thăm lượt với cái này nữa các bạn. Chết một con. Đó, cái lợp này hai con là tử mình thăm rồi nha các bạn. Con nhỏ cái đuôi bị chuột cắn nát hết rồi. Bắt nạp được. Nãy mình thăm cũng được một cái mà nó cái hai con luôn bạn. Ôi ơi mà nó chết nguyên một lợp luôn. Gớm hết sức, ngâm cái lợp dục lại luôn bạn ơi. Đó, ngon ngon. Ngu ha. Nghệ. Vô vô. Hai con này nó ngon nè. Đây được con nhất con nhì nha các bạn. Đã ghê. Rồi bắt cái liền. Cái lợp bị chó giật nè. Bị chó giật. Chó giật banh chành sửa lại mà vô vậy đó các bạn. Ngộ lắm cái lợp hư nó chạy hoài luôn á. Lợp hư nó không chạy hả? Hư. Con nhỏ này vô bị chuột cắn hay gì ăn không được con chuột này. Hư. Con bự nó mới vô nè. Ừ. Ơi, cắn nát cái đuôi luôn nha các bạn. Cắn nát cái đuôi luôn nè. Trời ơi. Con này có môn về ăn thịt đó chứ. Đó, động điến luôn. Vậy mà vô làm không lại con chuột các bạn. Mới nhờ con bự này nè. Đó, nhờ con bự này vô nè các bạn. Đó, nhờ con này vô cứu bồ, ai giờ con này vô dướng luôn. Rồi. Khá ghê không các bạn. Rồi, để hồi có nữa mình quay tiếp nha các bạn. Rồi, tiếp tục đây mình có một cái nha các bạn. Ở đây ông nghệ nhiều quá. Mình ngồi thuốc sẵn cho mình lủi vô ngay luôn nha các bạn. Đó đó.
Rồi dứt vô. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Cho rồi, cho rồi, cho rồi. Ừ. Bạn thấy ông nghệ bay không? Đó, đó. Trời ơi. Có gì không đây? Đặt ở đây hiểm lắm mà. Ở đây có hàng khủng nha các bạn. Rồi, không có luôn. Lợp này không có dính nha các bạn. Rồi, mình mới thấy ông nữa các bạn. Ông gừng nữa các bạn. Quá tà bự luôn. Trời ơi, cái đàn ngã xuống mà nó đóng cái gỗ ông. Để mình ấy gần lại cho các bạn xem nè. Đó, bạn thấy không? Này mới thấy rõ hơn. Ở đây nắng quá các bạn. Với một con dướng mấy cây á. Nên mình không quay được nha các bạn. Đó. Này chuyến sau mình làm cái clip mình bắt ổ ong này luôn nha các bạn. Bạn nào ủng hộ mình cho mình một like nha các bạn. Đó. Chuyến sau mình bắt nó. Không biết từ nào giờ chưa thấy ổ ong nào bự vậy nha các bạn. Tại vì ở khu của mình là không có nha các bạn. Quá tự luôn á các bạn ơi. Đã hết sức luôn á. Ở đằng kia cũng có ổ nữa mà ổ nhỏ các bạn, mình không có quay. Rồi, để hồi nữa rồi tới 7 rồi mình quay tiếp nha các bạn. Rồi, tiếp tục bên đây mình có cái nha các bạn. Rồi, chó sủa luôn. Này, cái này chuyến sao chắc xong quá. Ôi sao hỏng không dữ vậy trời. Không dính nữa các bạn. Rồi, đệ tử mình thăm tổng nha các bạn. Con gì không? Rồi rồi vô ai vô rồi chú bộ ơi. Gì vậy? Gì la dữ vậy? Đại ca. Đại ca. Bự nhỏ. Thiếu ký mốt nữa được 2 ký. Trời ơi trời. Gắn em bé hả? Bé rồi. Rồi dính được con nha các bạn. Không biết bự nhỏ à. Quá bé, quá bé rồi. Gắn bé hả? Bé rồi. Đại ca hả? Đại ca bé. Trời ơi. Rồi để mình bấm tạm dừng cái nha các bạn. Đại ca thiếu nhi hả? Còn cái kia chết chuột hay vậy? Trời ơi. Ngồi đem đây bắt luôn. Sẵn bắt ngay lộ nè. Để bắt gắn ra luôn nha các bạn. Bước nhẹ nhẹ để tét cái quần nữa nha. Sớm tét hết cái quần về mới thai các bạn. Bắt con hổ phải ngồi vậy đó ha. Quá trời. Quá trời quá đất. Trời cái này ỉa mà. Con này vô chắc cũng lâu rồi. Trời ơi. Quá dữ quá nhỉ. Cặp cặp nó thử ra. Ôi. Nhỏ mà sung rồi ơi. Nhỏ mà sung quá ha. Chứ hổ mấy con bự không sung, con này nó sung ghê chứ. Rồi né né xe lôi người ta qua kìa. À, sao không ngồi luôn? Sao phun hả? Con này đá thiệt á. Mới phun đây mà. Quạo rồi đó. Thôi bắt ra thì tới đây. Bắt ra thăm mau để tối. Giờ bắt ra nha các bạn.
sao dính con chút xíu rồi ta. Có nhỏ không hốt, có bự chứ. Nó quay đầu nó ra kìa. Dữ lắm. Gắn này bắt kỹ kỹ lại chứ không bắt kiểu kia được nha các bạn. Giỡn với nó được. Còn nó ra được rồi, cỡ đó nó ra được rồi. Đó, thấy không? Trời ơi, giờ nó không muốn chịu ra nữa kìa. Ở đây có mồi ăn đâu, mình chết mình ra gì. Thụ lấy ổn đạp lắm đó. Ổn đạp lắm đó. Xíu con này ba lạng cái gì trời. Nhỏ xíu như con cuốn chiếu ơi. Vậy đứng tổng là lạng. Hết biết thiệt chứ. Rồi thôi để mình đi tới bảy mình quay tiếp cho bạn xem nữa nha các bạn. Rồi mưa quá trời mưa, giờ mình đục mưa luôn các bạn ơi. Đục ngồi dưới cây cầu lớn lắm các bạn. Mưa tối sướng không. Người dính người quay. Không biết hồi nó quay được không nha các bạn. Tiếp tục trong đây mình có một cái nha các bạn. Sớm giờ trời mưa quá mình không quay được cho các bạn xem. Mới tạnh mưa luôn các bạn. Cái bẫy ngay chỗ gốc chuối này là huyền thoại luôn nha các bạn. Thầm 3 lần dính 4 con hổ hành. 3 con gì 1 con nhất các bạn. Mấy chiếc này mình vô mới có nữa không. Cái chuối thì đơn giản lắm. Có nữa không. Rồi chiếc này sao thấy tông lỏng rồi. Chiếc này không dính nha các bạn. Chiếc này con chuột y thinh luôn. Để tới mình thăm tên đó rồi nha các bạn. Còn mình lên đây có con cái nha các bạn. Lúa này xả ở đây lên xanh hết trơn rồi nè các bạn. Cái này nó không đặt gần nhà ngon ghê luôn mà thăm chiến đầu không có gì. Lúc này thăm có gì không? Trong lỏng luôn rồi bạn ơi. Rồi cái này không dính luôn mà. Tiếp tục trong đây mình có con cái nha các bạn. Sớm giờ trời mưa quá mình không có quay được cho các bạn xem. Nãy thăm cũng dính được con mà. Cái này kiếm gò dính gắn đại nè các bạn nha. Chà bá luôn gắn ký mốt thôi mà. Nặng không? Rồi dính đó bạn ơi. Này biết gắn gì đây, nặng lắm. Tôi thu vào mình không thấy được nha các bạn. Còn gì đây? Ờ ngô hành bạn ơi. Cũng được. Ngon này. Nè các bạn. Đừng gắn gì nữa nha các bạn. Các bạn thấy không? Mũi quá tầm mũi luôn mà. Để hồi ra ngoài mình bắt cho bạn xem nha. Đĩa nè. Rồi con này vô lâu dữ lắm luôn rồi. Để bấy cái lợp á. Rồi để mình đặt lại cái nha các bạn. Rồi. Mình còn cái này cái cuối cùng luôn nha các bạn. Hết bẫy rồi. Này thầm cũng không trúng nữa các bạn. Dính lại gai là gai. Không có trúng như hôm bữa. Rồi cái bẫy này cái chuột nó phá hay sao mà. Cắn hết cái bao luôn rồi. Mới dính luôn nha các bạn.
Đây cuối cùng không có dính luôn. Lúa thằng ăn đi, đừng phá nữa. Rồi mình bắt gắn ra luôn nha các bạn. Sớm giờ mình không có quay được. Trời ơi, hát sao mà hát hoài, hát làm sao mà không ngưng luôn trời. Đó nó ra đó, nó ra luôn đó trời. Chạy vô rồi. Không mở này ra hồi khó. Sớm mình đi mình dời mấy cái bẫy mình đặt á các bạn. Hốt đựng hổ dện nè. Chụp đựng hổ dện với con gắn gáo nữa các bạn. Rồi nắm nó lại rồi. Đó, hổ dện nãy của mình chụp nè. Vô đặt nó nằm ngay cái lọp. Bò chụp đâu kịp mà lấy cái điện thoại ra quay lại cho các bạn xem. Ai hốt nó liền. Được con gắn gáo nữa nè các bạn. Ghê. Lẽ chiều rồi. Bây giờ chiều tối rồi các bạn ơi. Đó, ra hành ha. Vô. Thôi, bỏ vô đi, bỏ vô. Dính cái con này lại. Mà nó tung dữ lắm. Nó. Lẹ kìa. Lẹ kìa. Lẹ không? Quá lẹ. Đó, được con đó. Con này là nãy đệ tử thăm con đìa nè. Phải không? Ừ. Con có đìa nãy trời mưa đó các bạn. Không có quay được luôn. Bò ra. Tẩu liền thấy không? Nhanh hết sức không? Này này bìm bẹp nãy người tử nó chụp được nè. Nó vô đặt bẫy thấy bài chụp luôn. Đây ngày nay được con bìm bẹp. Con đại ca mini nha các bạn. Đó. Mặt nó ghê không? Biết lên ảnh lên tivi cái nó dòm vô để mặt nó ghét. Còn đây hai hũ hành nhỏ nữa nè. Còn nhiêu đây là con lớn nha các bạn. Đó. Này tầm này cũng khoảng 6 kg. Khoảng 6 kg rồi các bạn. Thì mình kết thúc clip luôn nha các bạn. Rồi mong các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ tối rồi các bạn. Để hồi về nhà cân cái thui à. Mình về sớm chút xíu thì mình cân mình ghép vô luôn cho bạn xem nha. Rồi thôi tử ơi, chào mọi người một cái nè. Chào mọi người. Rồi mình chào tất cả các bạn luôn nha.